Ok. Ơi, phóng sanh con nè, phóng sanh con. Nãy giờ ở trong này được chưa? Dạ. Cái ba lô này rất là hay. Cái chét hả? Đây. Từ con. Easy. Nó giữ. Rồi. Đó. An toàn không? Đó, chui vô. Đó, đó, đó. 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 Đó, thấy người lạ đó. Chuẩn bị á phóng sanh lấy cá đó. Đây là khu rừng rất là đẹp đúng không ạ? Nếu chúng ta không có những hành động tích cực cho khu rừng này á thì chẳng mấy chốc nữa nó sẽ bị đô thị hóa. Cá không còn, chỉ còn rác thải nhựa. Tụi con sẽ không có đánh bắt những cái loài hiếm trong tự nhiên, những cái loài nào thông thường á thì mới đánh bắt thôi. Dạ. Thì con đang muốn gieo duyên nhiều với các ngư dân hơn nữa để họ biết đến cái kênh YouTube giải cứu động vật đúng cách của mình. Wow. Xong rồi hả em? Đăng này chỉ có nhiêu đó thôi hả? Ôi, sao cái đăng này ít vậy? Dạ. Dạ đây là một chú cá chét, loài cá thứ 24 mà tụi con giải cứu. Nhìn cái đầu mũi của nó như là cá mập quá à. Dạ. Giờ mình thả ha. Đây là có cá chẽm con. Chi chi. Lên thuyền con. Lên thuyền. Lên. Không, khả năng kinh công của nó ghê không? Muốn lên muốn xuống là do nó đó. Ở trong rừng đước á thì rái cá nó là chùm cuối, bởi vì nó có thể ăn thịt luôn được cá sấu, nhưng nó lại thua con người. Con người mới thật sự là chùm cuối trong thiên nhiên. Đây đang đi với hai anh chùm cuối nè. Ti ti ngoan rồi đúng không? Dạ. Ba lô tiên cá sẽ giúp cho rái cá bình tĩnh. Bây giờ anh em chúng ta về. A Di Đà Phật. Cảm ơn đàn dược sư của thầy Trúc Phương đã tạo điều kiện cho tụi con giải cứu động vật đúng cách trong tự nhiên. Cảm ơn gia đình Bồ Tát Như Thập, chị Phượng và chị Chi ở Tây Đức đã ủng hộ. Dạ. Hôm nay là kết thúc 30 ngày phóng sanh giải cứu. À. Thôi thôi về nhà con nói.